Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Tên này dị tộc không mặc quần áo, mà lại hắn phía dưới cũng không có nhân loại cái kia có đồ vật, bóng loáng một mảnh. Diệp Minh con mắt, vô ý thức tại hắn phía dưới ngắm thêm vài lần, đột nhiên cười nói, ngươi không có vật kia. Đến cùng là được vẫn là mẫu. Cái kia dị tộc cả giận nói, vô tri. Hắn tựa hồ khinh thường tại trả lời Diệp Minh vấn đề. Diệp Minh không dám khinh thị đối phương, trước mặt tên này dị tộc hẳn là pháp thiên tam trọng thực lực. Dạng này cấp độ kẻ địch, hắn muốn lấy thắng 10 phần khó khăn. Dị tộc thanh niên đem hai quả đấm đan sen đặt ở trước ngực, nhìn chằm chằm Diệp Minh nói, nhân loại, tử kỳ của ngươi đến. Oanh! Dưới chân hắn mặt đất bị đạp vỡ, xuất hiện một cái hố cực lớn. Mà hắn người thì giống đạn pháo một dạng đánh phía Diệp Minh, độ không tính nhanh, có thể khí thế loại này quả thực kinh người. Diệp Minh không sợ chút nào, thét dài một tiếng, nói, đáng chết chính là ngươi, nhận lấy cái chết. Đồng dạng đạp xuống mặt đất, hung hăng đụng tới. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh, một trái một phải lấy cực nhanh độ phóng tới đối phương. Chớp mắt về sau, bọn hắn trên không trung chạm vào nhau, bốn cái nắm đấm hung hăng tấn công, như là cuồng phong mưa rào. Mỗi một lần đều hỗ kích tại cùng một chỗ. Băng 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 băng. Trong nháy mắt, Diệp Minh đánh ra mấy ngàn quyền, mỗi một quyền đều cùng đối phương nắm đấm chạm vào nhau. Ra tay thời khắc, hắn kiểm tra xong lực lượng của đối phương mặc dù không kịp hắn, nhưng chất chứa một sợi thần lực, đến mức uy lực không tại lực lượng của hắn phía dưới. Ta muốn chiến thắng hắn, cũng không phải là chuyện dễ, xem ra muốn dùng trí. Diệp Minh một bên ra quyền, một bên nói thầm. Rầm rầm rầm. Tức thì, hắn ra quyền độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, khiến cái kia dị tộc chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Một bên ra quyền, hắn một bên âm thầm câu thông Kim Cương Thử, nói, tiểu cương, mượn của ngươi lực lượng dùng một lát. Kim Cương Thử nói, chủ nhân tiếp dẫn đại chân lực tuyệt không thể tả, ta sẽ đem lực lượng đánh vào chủ nhân trong cơ thể, không biết chủ nhân phải dùng nhiều ít. Gấp 10 lần so với lực lượng của ta trở xuống, cũng có thể khống, lý do an toàn. Ngươi cho ta 8 lần lực lượng. Diệp Minh nói. Đối với một tên trường sinh đẳng cấp hung thú, 8 lần lực lượng đối Kim Cương Thử tới nói chẳng qua là trâu một mao, không hề khó khăn. Đúng. Sau một khắc, Diệp Minh cũng cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng xuất hiện ở trong người, mà lại đang thong thả gia tăng bên trong. Hắn lập tức thôi động tiếp dẫn đại chân lực, không ngừng đem cỗ lực lượng này tụ tập. Nửa khắc đồng hồ về sau, 8 lần lực lượng hội tụ hoàn tất, đối diện dị tộc đã bị đánh đến giận, quát, lùi cho ta. Chỉ một thoáng, lực lượng của hắn tăng lên dữ dội gấp đôi, độ tăng lên gấp đôi, mong muốn đem tiến sát từng bước Diệp Minh sụp đổ. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Minh nắm Kim Cương Thử 8 lần lực lượng phóng xuất ra. Hắn một quyền đánh ra, nắm đấm phụ cận không gian trực tiếp liền bóp méo, để cho người ta có loại thời gian điên đảo ảo giác. Cái kia dị tộc trong lòng giật mình, chợt cảm thấy không ổn, mong muốn lui lại, cũng đã không kịp. Chết! Ầm ầm. Diệp Minh nắm đấm phá vỡ hư không. Dị tộc thân thể trực tiếp bị hỗn loạn không gian xé rách, sau đó trực tiếp bốc hơi, tan biến tại chỗ, liền một giọt máu, một khối xương đều không lưu lại. Các dị tộc đều điên rồi, tình huống như thế nào? Tên nhân loại này, làm sao liền tam trọng thần linh đều giết chết? Còn có thiên lý hay không? Giết hắn. Không biết ai kêu một tiếng, chỗ có dị tộc đều giống kêu lên, đều nghĩ xử tử Diệp Minh. Có thể nhưng vào lúc này, hư không rơi hạ một tia sáng trắng, Diệp Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp liền rời đi hiện trường. Làm hai chân của hắn lần nữa lúc rơi xuống đất, người liền xuất hiện tại một tòa thật to trong sơn động. Trong sơn động đến cùng là quần áo rách rưới nhân loại, có nam có nữ, trẻ có già có. Mà phụ cận còn có chút ít dị tộc, đang cua roi, không ngừng quật lấy động tác chậm nhân loại. Những người này đều cõng cái sọt, giơ lên giỏ, đem một khối lại một khối tảng đá, theo lòng đất vận chuyển tới mặt đất, tới tới lui lui, phảng phất từng con kiến. A, à, tên nô lệ này chỗ nào xuất hiện? Giám sát dị tộc rất nhanh chú ý tới Diệp Minh, lập tức hướng hắn đi tới. Diệp Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền hiểu đây là địa phương nào, nhân loại bị các dị tộc cho rằng là nô lệ, ở chỗ này lấy quạng. Hắn lập tức cúi người, nhặt lên một cái gùi, quay người liền đi xuống dưới. Nhìn hắn động tác nhanh nhẹn, mấy tên giám sát lại ngừng vừa lên bước chân, không có lại tới. Diệp Minh theo dòng người chảy về hạ đi, tiến vào một cái nghiêng nghiêng đường hầm mỏ.
Đường hầm mỏ bên trong không ngừng có người đi tới, mỗi người đều cõng khoáng thạch. Hắn đưa tay nhặt lên một khối khoáng thạch, vào tay cực nặng, so với sắt còn muốn chìm mấy lần, mà lại tính chất kiên, cứng rắn. Đây cũng là một loại khoáng thạch kim loại. Hắn phân tích nói. Đi xa, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh. Bên cạnh là một người thanh niên, trên mặt tất cả đều là xám, đến mức thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra một cái đường nét. Huynh đệ, ngươi khoáng thạch là cái gì? Hắn hỏi. Người kia kỳ quái nhìn Diệp Minh liếc mắt, tựa hồ tại tò mò Diệp Minh mặt vì cái gì như vậy sạch sẽ. Ngươi là mới tới sao? Nơi này đã thật lâu không có người mới tới. Đối phương nói. Diệp Minh gật đầu, đúng vậy, ta là người mới. Người kia nói, nơi này là thiên kim mỏ, những khoáng thạch này có khả năng để luyện ra thiên kim. Thiên kim? Diệp Minh giật nảy cả mình, thiên kim là một loại cực kỳ chân quý kim loại, hạt gạo lớn một khối thiên kim, có thể bán ít nhất 100 trường sinh tệ. Con ngươi đảo một vòng, hắn hỏi, thiên kim chân quý như vậy, này chút dị tộc làm sao yên tâm nhường nhân loại chúng ta khai thác? Người kia cười khổ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Ngày này mỏ vàng vô cùng đặc thù, vô phương dùng chữ vật công cụ trang bị, mà lại thời gian dài tiếp xúc, sẽ tổn thương tuổi thọ. Bởi vì này chút, bọn hắn mới khiến cho chúng ta nhân loại khai thác. Diệp Minh ngạc nhiên nói, thiên kim vô phương bỏ vào chữ vật công cụ sao? Vì cái gì? Người kia nói, ta làm sao biết, chẳng qua là nghe các dị tộc như thế nghị luận. Diệp Minh lúc này muốn đem này miếng thiên mỏ vàng tham gia chữ vật giới chỉ, quả nhiên liền thất bại. Sau đó, hắn lại đem khoáng thạch tham gia đại hạ chiếc nhẫn, lần này lại thành công. Đại hạ chiếc nhẫn bên trong, kỳ thật liền là một cái đại thế giới, cho nên nó không phải bình thường chữ vật giới chỉ. Hắn ánh mắt sáng lên, không nói thêm gì nữa, đi theo đám người hướng chỗ sâu đi. Đi đại khái 3 dặm, hắn đã đến khai thác hiện trường, chỉ thấy cự đại mà hạ trong huyệt động, khắp nơi là to to nhỏ nhỏ tảng đá. Mọi người muốn từng cái di chuyển, sau đó bằng vào khoáng thạch trọng lượng để phán đoán có phải hay không chứa thiên kim. Bình thường tới nói, trọng lượng lớn khoáng thạch đa số chứa thiên kim. Gặp được dạng này tảng đá, mọi người nhất định phải đưa chúng nó vận chuyển đến phía trên đi. Phía dưới trong huyệt động, phân bố đại lượng dị tộc giám sát, bọn hắn ánh mắt sắc bén gấp chằm chằm mỗi một tên dị tộc, hơi có bất mãn, liền sẽ dùng roi quật. Diệp Minh vừa tới không có khi nào, liền thấy mười mấy người chịu roi. Một roi xuống, không khỏi là da chóc thịt bong, đau đến thẳng lăn lộn. Nhưng mà những người này lại hừ đều không dám hừ một tiếng, nhịn xuống đau nhức về sau, tiếp tục liều mệnh làm việc. Diệp Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn quyết định nhất định phải nắm người này cứu đi, đem bọn hắn đưa đến Thiên Nguyên Đại Lục đi, bắt đầu cuộc sống mới. Giả bộ cúi người, hắn gia nhập chọn khoáng thạch đại quân. Chọn lựa khoáng thạch cũng không khó, chỉ cần cầm lên ước lượng một ước lượng trọng lượng là đủ. Đặc biệt đối với có được võ tôn tu vi, thực lực mạnh mẽ Diệp Minh mà nói, hắn thậm chí không cần cầm lấy khoáng thạch, chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái liền biết là không phải thiên mỏ vàng. Bên cạnh, một tên bạch thương thương lão giả, động tác chậm rãi lựa nhặt lấy tảng đá, hắn chú ý tới Diệp Minh mặt cùng quần áo rất sạch sẽ. Nhìn ra hắn là người mới, liền nhắc nhở, chàng trai, không muốn vọng tưởng lười biếng, bị những quái vật kia hiện, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Minh, lão trượng, ngươi tại đây bên trong làm đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Có thể là 30 năm, cũng có thể là 40 năm, ta nhớ không rõ. Lão giả thương cảm thở dài một tiếng. Diệp Minh, như vậy, ngươi biết nơi này thiên kim mỏ có bao nhiêu không? Ta làm sao biết, tóm lại nó rất lớn, này mấy chục năm, chúng ta mới khai thác một phần nhỏ. Cách mỗi 3-5 năm, phía trên liền sẽ phái một nhóm quái vật đến đây, nắm khai thác tốt khoáng thạch trở đi. Diệp Minh gật gật đầu, tiếp tục buồn bực gánh đá đầu. Không bao lâu, hắn tìm đến một khối to bằng đầu người thiên mỏ vàng, hắn lại không nhặt lên, mà là tại bước qua nó thời điểm, âm thầm đem hắn tham gia đại hạ chiếc nhẫn bên trong. Cứ như vậy, hắn dùng tương tự biện pháp, không ngừng chọn lựa khoáng thạch, ngoại trừ tình cờ đem một khối nhỏ chứa vào cái gùi, tuyệt đại đa số đều bị hắn bỏ vào đại hạ chiếc nhẫn bên trong không gian. Rất nhanh, cái gùi liền bị tràn đầy, so ra mà nói, hắn so những người khác hơi chậm chút, nhưng cũng không thế nào dễ thấy. Thế là, hắn lại cùng dòng người, thuận đường hầm mỏ mà lên, đem khoáng thạch đưa lên. Đi lên thời điểm, hắn độ có thể nhanh hơn, mà lại mỗi khi đi qua một người lúc, hắn liền sẽ dùng cực nhanh độ, từ đối phương cái gùi bên trong chọn lấy một khối thiên mỏ vàng. Bởi vì hắn lấy đi khoáng thạch không lớn, cho nên những người kia cũng không hiện, mà lại thiếu đi khoáng thạch cũng sẽ không vì giám sát nhóm phát giác.
Lên mặt đất, hắn học những người khác, nắm lưng lâu bên trong khoáng thạch rót vào một cái hố cực lớn. Trong hố chất đầy ngắt tốt khoáng thạch, tại trong hố, đồng dạng cũng có người tại điểm lấy khoáng thạch. Lần này điểm lấy là vẫn như cũ lớn nhỏ tiến hành, lớn nhất thả một đống, trung đẳng nhỏ thả một đống, khối nhỏ lại thả một đống, tổng cộng chia làm thành 3 đống. Tại đây bên trong làm việc người đều là chút tráng hán mà lại có được chút tu vi. Dù sao thiên mỏ vàng vô cùng trầm trọng, đặc biệt là một chút to lớn thiên kim thạch, không phải những tráng hán này di chuyển không thể. Diệp Minh con ngươi đảo một vòng, có mưu kế. Đổ sạch khoáng thạch về sau, hắn một lần nữa xuống đến địa huyệt bên trong. Nhưng lúc này đây, hắn không ngừng thu thập thiên mỏ vàng, đồng thời cũng thu thập đại lượng bình thường khoáng thạch. Như thế thường thường phục phục, hắn không biết đi bao nhiêu lần, thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. 3 ngày sau, Diệp Minh lần nữa đi vào chất đống thiên mỏ vàng đường hầm lúc, đối phía dưới một vị mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hán tử nói, đại ca, ngươi mệt không? Ta thay ngươi mấy ngày. Đại hán kia cảm kích nhìn Diệp Minh liếc mắt, sau đó lại hoài nghi hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi khí lực đủ sao? Diệp Minh trực tiếp nhảy đi xuống, nói, đại ca yên tâm, ta khí lực lớn lắm. Nói xong, liền ôm lấy một khối bên trên ngàn cân thiên kim thạch. Đại hán xem xét hắn quả nhiên có sức lực, yên tâm, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, vậy liền vất vả ngươi mấy ngày, ta khôi phục về sau, lập tức tới thay ngươi. Đại ca nghỉ ngơi nhiều mấy ngày không sao? Diệp Minh cười nói. Quặng mỏ người, đa số giúp đỡ cho nhau, nếu không sớm đã có rất nhiều người mệt chết. Này loại thay thế người khác làm việc nặng hành vi thường có sinh, giám sát nhóm cũng không hỏi tới, dù sao này có lợi cho đề cao lao động hiệu suất. Tình huống tương tự, Diệp Minh 3 ngày ở giữa thấy vô số hồi trở lại, cho nên mới sẽ làm như vậy. Đại hán kia đi lên về sau, liền thay Diệp Minh đi hướng mặt đất vận chuyển khoáng thạch, mà Diệp Minh thì ở phía dưới thay thế hắn điểm lấy khoáng thạch, đem lớn thả một đống, trung đẳng chủ một đống. Lực lượng của hắn có thể so sánh những người khác lớn hơn, điểm lấy quá trình bên trong, thi triển thâu thiên hóa nhật thủ đoạn, đem thiên mỏ vàng âm thầm đánh cháo, để vào đại hạ chiếc nhẫn bên trong. Đồng thời còn đem hắn 3 ngày qua, âm thầm tồn tại đại hạ chiếc nhẫn bên trong bình thường khoáng thạch lấy ra. Cứ như vậy, hắn thần không biết quỷ không hay, từng bước liền đem tất cả thiên mỏ vàng cho thay thế. Phải biết, những khoáng thạch này có thể là tất cả mọi người khai thác gần thời gian 4 năm mới góp nhặt ra tới, số lượng nhiều vô cùng. Cứ như vậy, Diệp Minh chịu mệt nhọc, một cứ duy trì như vậy là được 3 tháng, vị đại hán kia mấy lần đến đây thay thế, đều bị hắn cự tuyệt. Làm đại hán kia 10 phần cảm kích, thường xuyên đem ăn đồ vật phân cho Diệp Minh, dù sao này việc tốn thể lực càng tiêu hao lương thực. 3 tháng, Diệp Minh nắm tất cả khoáng thạch đều thay thế một lần, cái kia tam đại trồng chất núi nhỏ một dạng khoáng thạch sớm đã không phải thiên kim mỏ, mà là đá bình thường. Dĩ nhiên, mặt ngoài người nào cũng nhìn không ra đến, trừ phi có người đi ước lượng đo một cái trọng lượng. Nhưng mà, cũng không có dị tộc làm như thế, tự nhiên cũng là vô phương hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đánh cắp hết thảy thiên mỏ vàng về sau, Diệp Minh cuối cùng nhường đại hán thay hắn, hắn lại lần nữa xuống đến địa huyệt. Lần này, hắn âm thầm gọi ra Tầm Bảo thử, hỏi, tiểu bảo, giúp ta chọn khoáng thạch, chúng ta thời gian có hạn, phải nhanh lên một chút. Tiểu bảo này chút thiên buồn bực hỏng, nghe vậy liên tục gật đầu, móng vuốt nhỏ lập tức chỉ hướng bên trái. Bên trái là một mảnh khu không người, nơi này mặc dù phá vỡ, nhưng mọi người còn không ở đây chỗ khai thác qua. Bởi vì cả khai thác quá trình là theo đi xuống dưới, dạng này mới có thể tăng lên hiệu suất, giảm bớt khoáng thạch lỗ hổng ngắt suất. Diệp Minh khẽ nhíu mày, hắn nếu là tùy tiện đi qua, nhất định sẽ bị dị tộc giám sát nhóm hiện. Thế là âm thầm thôi động như ý pháp bào, trước khi đến mặt đất trên đường, thừa dịp giám sát nhóm không chú ý ẩn giấu bộ dạng, sau đó lại trở về hang động, hướng cái kia mảnh khu không người đi đến. Chi chi, tiểu bảo nhắc nhở một tiếng. Diệp Minh lập tức dừng lại bước chân, đưa chân trên mặt đất một giò xét, tìm đến một khối to bằng đầu người thiên kim thạch, thuận tay tham gia đại hạ chiếc nhẫn. Cứ như vậy, tại tiểu bảo chỉ dẫn dưới, Diệp Minh tinh chuẩn tìm kiếm thiên kim mỏ, đại lượng khoáng thạch bị hắn hiện a, tham gia đến chiếc nhẫn bên trong. Theo đi sâu, tiểu bảo đột nhiên kích động lên, liên tục nhảy lên, chỉ trái trước kêu to. Diệp Minh cười nói, thế nào, phía trước có khối lớn. Nói xong, liền tăng tốc độ. Một lát sau, Diệp Minh liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh há to miệng. Một khối gần như trong suốt tảng đá lớn, cao chừng 100 mét, lẳng lặng sừng sững tại phía trước. Ôi không! Hắn nắm theo trên địa cầu học được Internet nói tục làm lộ ra tới, gương mặt khiếp sợ. Chủ nhân, này giống như là một khối cao độ tinh khiết thiên mỏ vàng.
Kim Cương Thử cũng nhảy ra, hưng phấn nói, Thiên Kim Kiên. Cứng rắn vô cùng, khó mà cắt chém. Tất nhiên bởi vì cái này nguyên nhân, những dị tộc kia mới chậm chạp không có trở đi nó. Diệp Minh trà sát hai tay, cười nói, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn đưa tay tại khoáng thạch bên trên nhấn một cái, quả nhiên nặng nề vô cùng, xác định là thiên kim mỏ không thể nghi ngờ. Hắn nhất thời ha ha cười to, nói, lần này đạt. Bên ngoài tất cả thiên kim mỏ cộng lại, chỉ sợ cũng không kịp nó 1/10. Dứt lời, hắn lúc này nắm này cục đá to lớn, tham gia đến đại hạ chiếc nhẫn bên trong. Lấy đi khối lớn thiên kim thạch, hắn hiện trên mặt đất có một khối nhỏ bột phấn, óng ánh sáng long lanh. Hắn đem khối này xỉ quạng đặt ở lòng bàn tay, nó chỉ có như hạt đậu nành. Quan sát một hồi, hắn nói, không biết khối quáng thạch này độ tinh khiết là bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn vận chuyển cương kình, bắt đầu tinh luyện thiên kim. Kinh lực của hắn ảo diệu vô tận, có thể cải biến vật chất vi mô kết cấu, tinh luyện thiên kim dĩ nhiên cũng chuyện đương nhiên. Theo kinh lực khuấy động, lòng bàn tay khoáng thạch chậm rãi hòa tan, tách rời. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, một cái hạt vừng lớn nhỏ đang 16 mặt thể xuất hiện, đây là thuần túy thiên kim, giá trị liên thành. Diệp Minh lộ ra mỉm cười, nói, dựa theo sự so sánh này lệ, vừa rồi thu lấy thuần túy thiên kim ít nhất 1.000 tỷ trường sinh tệ. Mà ta trước đó thu tập được, nói ít cũng có thể bán 1.000 ước trường sinh tệ. Kim Cương Thử nói, chủ nhân, không sai biệt lắm, có thể rời đi. Diệp Minh, có thể hay không rời đi, không phải ta quyết định, muốn nhìn nhân tổ là thế nào thiết kế. Kim Cương Thử, nhân tổ làm như thế, dụng ý đến cùng ở đâu? Diệp Minh than nhẹ, dụng ý rất rõ ràng, hắn là hy vọng sau này người thấy nhân tộc đang ở gặp khổ nạn, từ đó sinh ra phấn hướng lên chi tâm, dẫn đầu nhân tộc đi đến tự cường chi lộ. Dứt lời, hắn liền lặng lẽ trở về đám người, quan sát bốn phía về sau, bắt đầu định ra kế hoạch. Nơi đây dị tộc giám sát, thực lực mạnh nhất là Pháp Thiên Sáng bởi vì muốn rèn đúc đại lượng chiến hạm, đối với thiên kim nhu cầu vô cùng lớn, chúng ta có khả năng bán cho bọn hắn. Bán cho bọn hắn sao? Giá cả như thế nào? Diệp Minh còn có chút không yên lòng, sợ giá cả bị ép tới quá thấp. Mã Hiến vỗ ngực nói, chú công yên tâm, giá cả ít nhất so bên ngoài cao 2 thành. Kỳ thật thiên kim vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Hạt gạo lớn một khối thiên kim, nói ít cũng đáng 120-130 trường sinh tệ. Nếu như là thiên kim mỏ đâu? Diệp Minh hỏi. Vậy sẽ phải dựa theo độ tinh khiết tính toán giá, cuối cùng giá cả cùng tinh luyện về sau giá cả không sai biệt lắm. Mã Hiến nói. Diệp Minh gật đầu, nếu như thế, nhóm này thiên kim liền toàn bộ bán cho chiến tranh văn minh tốt. Mã Hiến gật đầu, tốt, nếu như chú công đồng ý, ta hiện tại liền có thể liên lạc.